Inter sẽ là đội giao bóng và trận đấu được bắt đầu. Một pha tâng bóng nhưng không đủ cao. Romelu Lukaku. Ồ, đó là pha phóng tuyệt vời để ngăn chặn đợt tấn công. Javi Zanetti. Kaka. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Hậu vệ đã có pha cản phá rất tốt. Marcelo. Didier Drogba. Bremer. Didier Drogba. Tình huống lấy bóng của Varane. Pogba. Kaka. Một pha chuyền qua chuyền lại giữa hai cầu thủ. Henry. Tình huống lấy bóng của Sergio Ramos. Marcelo. Romelu Lukaku. Kaka. Pogba. Pha xử lý kỹ thuật. Kaka. Pogba. Căng bóng vào đi. Một pha cản phá tốt từ thủ môn. Javi Zanetti. Đây là cơ hội tuyệt vời để các chuyên gia đá phạt thể hiện. Thủ môn đã bắt được bóng. Phạt góc cho Inter Milan. Một pha đấm bóng từ thủ môn. Anh ấy chơi rất tốt. Có thể dứt điểm ngay. Kaka. Pogba. Một pha tắt bóng mạnh mẽ ngay đường biên dọc và sau đây là pha ném biên. Pogba. Thierry Henry. Cơ hội nguy hiểm. Thủ môn đã dướng người hết sức và đã cản được. Vẫn còn nguy hiểm. Vâng, anh ta đã thử vận may của mình bằng các cú sút ra nhưng nó không là vấn đề gì với thủ môn. N'Golo Kanté. Bremer. Tình huống tấn công rất hay. Cơ hội. Rất cố gắng nhưng chỉ chạm xa. Các trọng tài thông báo còn tới 3 phút một giờ nữa. Pogba. Thierry Henry. Bóng văng ra, đội vẫn còn. Không đều là tỷ số. Hiệp 2 trận đấu đường tiếp tục với quyền phát bóng của Chelsea.
cầu thủ Inter Milan vừa thực hiện một pha phạm lỗi. Thì bạn đang phải nhận thẻ vàng, bạn cần phải thi đấu cẩn thận hơn, nếu không đồng đội của bạn rất có thể sẽ phải rơi vào tình trạng 10-11. Thierry Henry, Kaka, pha chuyển bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Henry, họ đang thi đấu rất nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng và vươn lên dẫn trước. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Anh ta như muốn tuyên bố khung thành này là của tôi và không ai được chiếm lấy nó. Rất căng thẳng, phóng này có thể thay đổi cục diện trận đấu. Đây rồi, anh ấy bật rất cao và đó cũng là tiền đề cho siêu bóng ban đầu. Kiến tạo rất tốt, bàn thắng tuyệt vời, thật không thể tin được, bàn thắng ở góc không độ. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0. Tình huống ngay. Didier Drogba. Wow! Sự thiếu tập trung đã bắt họ phải trả giá đắt. Đây đã là những phút cuối rồi, họ sẽ không có nhiều thời gian để sửa sai. Một trận đấu tuyệt vời đối với các cổ động viên trung lập. Trận đấu diễn ra rất căng thẳng. Dứt điểm đẳng cấp. Thủ môn không có một cơ hội nào trong tình huống này. Bóng đi ngay vào góc dưới khung thành. Cả hai đội đều đã có bàn thắng, tỷ số là 1-1. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Cầu thủ Inter Milan vừa thực hiện một pha phạm lỗi. Cần phải bình tĩnh lại. Hôm nay những trận đấu tuyệt vời này bị phá hủy bởi những chiếc thẻ phạt thế này. Bóng trong vòng cấm. Marcelo. Sadio Mane. Căng bóng vào đi. Một pha đưa bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Thật gọn gàng. Anh ấy đã làm chủ trận đấu chỉ bằng những đường truyền của mình. Tình huống đi bóng của Van Dijk. Bremer. Marcelo. Didier Drogba. N'Golo Kanté. Roberto Carlos. Không ai ngăn cản. Cầu thủ của Chelsea vừa phạm lỗi. Marcos Llorente Moreno. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Đó là pha cản bóng thân sâu. N'Golo Kanté. Một trận đấu tuyệt vời và nó sắp kết thúc. Đá phạt cho Chelsea. Thật liều lĩnh phải không? Phạm lỗi rồi. Một pha xoạc bóng vụng về dưới đấy phạm lỗi. N'Golo Kanté. Chỉ còn 8 phút nữa, trận đấu sẽ kết thúc. Và sẽ là một pha tấn công của Chelsea.
Đó nên là một cơ hội. Anh ta đã bắt được bóng. Trúng cột. Một thủ môn đã làm tốt nhưng nguy hiểm chưa được giải trừ. Ném biên cho Chelsea. Họ có khoảng trống ở cánh. Đây là cơ hội để họ tấn công. Có thể tạt bóng. Một pha đấm bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Thời gian bù giờ của trận đấu này là 3 phút. Đường chuyền xuất sắc. Từ vị trí này, có lẽ họ sẽ làm được điều gì đó trước khung thành từ pha ném bên này. Javi Zanetti. Tạt đi. Phối hợp tốt. Hết giờ rồi, không đội nào giành được chiến thắng. Thủ môn đã bắt được bóng. Phạt góc cho Inter Milan. Thierry Henry. Cơ hội nguy hiểm cho tuyển Inter Milan. Sudi. Thủ môn đã dướn người hết sức và đã cản được. Và thủ môn đã theo sát quả bóng. Đây rồi. Anh ấy bật rất cao. Và đó cũng là tiền đề cho siêu bóng ban đầu. Didier Drogba. Wow. Sự thế tập trung đã bắt họ phải trả giá đắt. Đây đã là những phút cuối rồi. Họ sẽ không có nhiều thời gian để sửa sai. Đó nên là một cơ hội. Anh ta đã bắt được bóng.